xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Sapa TV. Hiện tại thì Hải đang có mặt tại Mường So các bạn ạ, Mường So Phong Thổ Lai Châu. Thì hôm nay mình cùng một dàn mỹ nhân đưa các bạn đi đến thăm một người em mình mới mở cái nhà hàng. Chào Tráng Sĩ nha. Vâng, em chào anh Hải. Em hâm mộ anh rất lâu rồi, hôm nay mới được gặp anh. Nhìn các bạn nhìn thấy to chắc chắn không? Đấy, khán giả. Mình chào mọi người. Khán giả của Sapa TV là toàn những người mà cân nặng nó bé bé thôi, toàn voi còi các bạn ạ. Khai trương lâu chưa em? Dạ em mới khai trương được 1 tháng. À thế à, giờ anh em mình sẽ đưa các bạn đi xuống xem cơ ngơi của nhà Nghĩa nhá. Nhà hàng siêu đẹp. Vâng. Nhà hàng này là sức chứa được đông không em? Nhà hàng mình sức chứa khoảng, hiện tại sức chứa khoảng 50 mâm 10 anh ạ. 50 mâm? 50 mâm, vâng. Thế cũng được ngay chứ nhỉ? Vâng. 50 mâm, này to đẹp, đây. Cái này là khu chính đi đúng không? Vâng. Sảnh chính. Sảnh chính. À. Đẹp nha. Tuyệt vời. Rồi. Nhìn cứ như kiểu cung điện đấy em ạ. Vâng. Đẹp quá. Thế anh em mình ngồi đâu đấy? Hai anh em mình dưng ngồi dưới chòi anh ạ. À, ở đây có chòi à? Vâng, dưới chòi này, giữa ao. Đấy, mời các người đẹp xuống đây. Ôi, không gian tuyệt vời luôn. Anh nghĩ là không gian này về về đêm là đẹp lắm đấy em ạ. Vâng. Đúng không? Vâng. Cái này khác gì, anh nói với em khác gì biệt phủ, biệt thự đâu mà. Vâng. À, đẹp quá. Ở đây có trẻ em đạp vịt à? Vâng ạ. Các cháu buổi tối, hồ này nào cháu nhiều ra. Cá to không? Con to nhất cũng khoảng 15 cân anh ạ. Ủa, vâng. Chấm à? Vâng. Chào các người đẹp nhá. Savannikhaw. Được rồi, anh cảm ơn. Ok. Wow. Đồ ăn đã chuẩn bị tươm tất thế này rồi à? Vâng ạ. À, thế này thì phải tiện review luôn các bạn ạ. Rồi, mời anh em ngồi đi. Cái này là món gì mà lửa cháy nghi ngút này em? Món này là ngỗng hấp ạ. À, đây là ngỗng món hấp. Ngỗng hấp. Vâng. Ô, sao hấp lại phía dưới đây lại có cái gì đây? Ngỗng hấp bên dưới là giả cầy. Để khi hấp cái nước hấp của thịt nó sẽ chảy xuống giả cầy, ăn nó mới ngọt anh ạ. Ok. Thế còn cái món này? Giới thiệu với anh và mọi người, đây là ba ba om chuối đậu. Ba ba om chuối đậu. Vâng. Ủa, hôm nay chuẩn bị toàn những món gọi là sơn hào hải vị như này. Thế còn món dưới này đây? Món món này là món nườn ngỗng nướng và gan ngỗng nướng. À, gan ngỗng nướng là quý lắm anh nhá. Vâng. Đúng không? Thế còn món gì nữa? Đây là món gì? Đây là cá trình nướng muối ớt anh ạ. Cá trình nướng muối ớt. Vâng. Món này là ngỗng xào lăn. Vâng. Còn đây là món canh ngỗng nấu khoai sọ. À. Và đặc biệt đây là có tiết canh. Tiết canh ngỗng. Ui, đánh cứng đơ luôn này. Cái gì đây? Thế còn món này là dồi cổ ngỗng nướng. Dồi cổ ngỗng nướng. Còn đây là ba ba rang muối. Ba ba rang muối. Vâng. Cái thuyền này là thuyền gì đây? Thuyền này là thuyền salad hoa quả anh ạ. À, salad hoa quả độc mộc à. Vâng. Rồi mời các người đẹp ngồi đi. Úi giời ơi. Vào đến đây phát đấy, điều hòa của nó mát đấy. Vâng. Sướng. Không gian ok nhỉ. Loại này là rượu gì đấy? Rượu Putaleng. Vâng ạ. Giờ này uống có say không em? Anh ơi, nếu mà uống không say thì không phải là rượu rồi. À, thế à. Nhưng sao mình phải đổ ra đây nhỉ? Anh ấy đổ ra đây vì dưới nó có lá để mát. À. Này mình không thấy say rượu đâu mà thấy say người đấy. Để lát ra uống để giao lưu với mọi người. Em cầm. Say cô gái Thái, Lai Châu. Em là người Thái gì? Thái Trắng ạ. À thế à. Còn anh giới thiệu với em anh Thái Bình nhá. Vâng ạ. Thái Bình với Thái Nguyên. Anh em mình chơi món gì trước giờ nhỉ? Mời mọi người món ba ba trước nhỉ. Ba ba rang muối à? Ba ba rang muối ạ. Ok. Rồi, mời em đi. Đây là món ba ba rang muối. À, anh em thấy không? Nào. Mời để anh xin phép mời các người đẹp nhá. Ngon nhất là cái đùi đúng không? Đúng, ngon nhất là cái đùi anh ạ. Ngon nhất là cái đùi. Đây em ơi. Em xin ạ. Em tên là gì đây? Phương Anh. Phương Anh à? Có người yêu cho em? Chưa. Lại đi yêu rồi. Em làm gì? Người anh chứ. Em làm gì đã có người yêu? Em còn đang sợ ế thế này đúng không? Em gái tên là gì? Em chưa. Dạ, em tên là Xuân anh ạ. Xuân à? Vâng. Mời Xuân nhá. Vâng. Okay. Em chưa. Ở Nghĩa chiến đi em. Vâng. Anh mời em. Em tên là gì nhỉ? Em tên Thiên ạ.
Thiên. Dạ, em họ Hoàng Xuân... luôn ạ. Hả? Em họ Hoàng luôn ạ. Em họ Hoàng. Dạ. Hoàng Xuân Thiên. Không ạ. Em tên Thiên, bạn ấy tên Xuân ạ. À Hoàng. Vâng. Còn em họ Hoàng thôi anh ạ. Không phải em Hoàng ơi, Xuân chị Thiên. Em. À vâng, em cảm ơn. Nhìn ngon đấy nhỉ. Món na ba răng muối. Rồi mời tất cả anh em đi nhá. Nhìn. Mời anh em. Nó chấm chéo à. Ngon. Mình khỏi cần đến nước chấm luôn. Mời mọi người nha. Trước bột chấm mâm tôi hiểu là đại tiệc của hoàng cung này cùng các mỹ nhân này thì... Hả? Cứ phải gọi là cuộc sống này chỉ cần như thế thôi các bạn ạ. À, anh em. Mời cái mâm một chén á. Chị dùng. Mời dùng này. À mời dùng à? Dạ. À, anh mời cái mâm. Em quen đi, em quen đi. À, sau đó tươi tươi tí nhỉ. Mời tất cả anh em nhá. Vâng. Mời anh và... Thưa sức khỏe tất cả mọi người nhé. Tiếng Thái cạn ly là gì nhỉ? Ao hẻ. Ao hẻ. Ao hẻ. Ao hẻ. Rượu ngon. Rượu Lai Châu anh. Rượu ngon gái đẹp. Món ăn ngon. Món ăn ngon đúng không? Đẹp. Anh em. Càng đẹp nữa. Ba thường bên nhà hàng làm chuẩn bị có lâu không em? Ba ba chuẩn bị khoảng 30 phút đây ạ. 30 phút à? Vâng. Ngon đấy. Nhà em là nấu ăn ngon. Ba ba tươi sống nên chuẩn bị hơi lâu một chút. Vâng. Thịt ngon nhỉ, tuyệt vời. Nhà mình khai thác được lâu chưa em? Nhà em khai thác được 5 tháng rồi anh ạ. 5 tháng à? Vâng. À, nhà vẫn còn mới. Vâng. Đầu bếp nhà em nấu ăn ngon ạ. Vâng. Hôm nào cho đầu bếp nhà anh sang học hỏi tí nhá. Vâng, thật rất là anh ạ. Nè, anh uống riêng với em nghĩa chén nào. Vâng. Cho các bạn nhá. Mấy chị em cứ ăn uống thoải mái nhá. Tí nữa giao lưu với từng người sau. Chúc khỏe em. Vâng. Vinh dự. Em ơi cho anh ca trà đá chứ. Nhưng mà rượu này uống dễ uống nhỉ? Vâng. Rượu này của người Lai Châu nấu anh ạ. À. Buta lè. Puta Leng. À, Puta Leng là phải có gọn Puta Leng đúng không? Đúng rồi. Rượu ngon đấy, khi là phải nhập rượu này về Sapa bán. Ừ, anh cảm ơn. Cảm ơn hai em nhé. Anh em vừa uống, vừa giao lưu, vừa nói chuyện. À, sau khi review xong món ba ba rang muối thì bây giờ tiếp tục anh em mình, anh cảm ơn. Anh em mình review món ba ba gì nữa em nhỉ? Ba ba. Món rồi ba ba đi. Rồi cổ ngỗng nướng. Rồi cổ ngỗng nướng. À, mình xin phép gắp cho mọi người. Giờ phải cháo cái đầu đũa tí. Ôi, nhìn nhiều anh em xem video mà anh Hải ơi, anh cháo đầu đũa cho các người đi học rồi. Anh mời em. Chị. Chiến đi. Dạ vâng, em mời anh. Anh em chiến khỏe nhiệt tình lên nhá. Đấy, mình làm miếng cái to này. Mời anh em. Chấm mắm tôm anh ạ. À, cái này chấm mắm tôm. Chấm mắm tôm, đây mắm tôm anh. Được, đây chấm mắm tôm. Đây. Mắm tôm vậy ngon này. Vâng. Chiến đi. Các chị dùng đi. Mời anh em nha. Mắm tôm này cũng ngon cơ. Thế mang mắm tôm không? Em có ạ. Mắm tôm từ ở quê này anh ạ. À. Mắm tôm Thanh Hóa. À. À.
Các em xơi món cổ ngỗng xong rồi cho các ý kiến phát biểu nào. Nó có vị bùi. Có cả lạc ở trong đây. Vị béo. À. Sau khi mà bạn ấy thẩm xong món này, bạn ấy chốt lại phát là có cả lạc ở trong. Ngon đấy. Em thấy vị rất là ngại ngại. Dạ, Phương Anh thấy sao? Ngon ạ. Ngon ạ. Rất ngon, rất tuyệt vời. À, nếu mà nó rất ngon thì xin phép ăn thêm miếng nữa. Em xin phép được thay mặt nhà hàng mời anh Hải một ly. Mời anh với tất cả mọi người chứ nhỉ? Nào, em ơi. Ly chứ? Áo heo. Áo heo. Áo heo. Áo heo. Quýt, xoay. Chết rồi. Rồi anh đưa đũa ha. Rồi mời em nhá. Anh cảm ơn. Vâng, cảm ơn anh. Ơ, chưa hết rồi. Uống hết đi chị. Thôi anh ạ, để lăng men một xíu. À để, à em bị lăng men à? Không ạ. Em bảo lăng men. Em bảo là để một tí, để tí em. À để lăng đen. Em lại bảo lăng lăng men, anh nghe hết giới tất cả mình. Nguyên đi. Vâng ạ. Rất là nhiều những món ngon. Các bạn này thì toàn nào người khán giả sau ba TV à? Nhưng mà khi lên hình phát đơ hết luôn. Lần đầu tiên là lên 6 anh ạ. À thế ạ. Vâng. Lên 6 1 triệu view nên là trên triệu view rồi, hơi run. Thế anh ra video nào thì bọn em cũng cứ xem. Nhưng mà khi mà gặp trực tiếp thì em cảm thấy hơi run. Thế ạ? Vâng. Ừ. Vì lần đầu được gặp anh. Cảm giác thế thì anh xin phép mời em chút nhỉ? Dạ vâng, được ạ. Nhiều chút cũng được anh ạ. Hả? Nhiều chút cũng được. À nhiều. Nhiều chút được à? Vâng. Anh đây anh mời riêng nhé, còn ông Nghĩa mời các người đẹp đi nhé. Dạ vâng ạ. Anh giữ anh tên là Hải nhé. Dạ vâng ạ, em tên Xuân. Anh Trương người yêu. Vâng, em cũng chưa chồng anh ạ. À, em chúc sức khỏe. Anh thì Trương người yêu thôi. Vâng, thì em là cũng là chưa chồng thôi ạ. Xuân chắc chắc phải có người yêu rồi chứ. Thì em chưa chồng mà anh. À, có người yêu rồi nhưng mà chưa chồng. Chung là trong bản giờ các bạn trả lời kiểu nguy hiểm lắm, không làm một lần. À, chúng ta tiếp tục review món ba ba, còn món gì nữa nhỉ? Đây ôm chuối đậu anh ạ. Đâu? Ôm chuối đậu à? Vâng, ba ba ôm chuối đậu. Sôi chưa? Sôi rồi anh ạ. À, ăn được rồi gì? Vâng. À, nhìn vẻ hấp dẫn nhỉ? Em các em ăn hết cái này đi để lấy cho mọi người bát đi anh. Nó đầy quá, cái mâm này giống như kiểu mâm kiểu đại tiệc của hoàng cung ấy. Đâm ra là hơi khó. Thôi được, lấy cái này em đốt cho nó sôi chưa? Sôi rồi anh ạ. Thôi, thế em búc đi. Em búc cho anh ba đi. Búc cho em làm ba đi. Không có cái muôn khác. Phải đi lấy cột chứ. Sôi rồi chưa? Sôi được cái cột. À, chỉ cần sôi cho nó nắm là được cái gì? Thank you. Rồi, em lấy cho tất cả mọi người đi nhá. Ừ, các bạn ăn đi. Ăn đi cái gì? Nhiều khi mình một mình ăn đâm ra cũng ngại. Em ăn tít mù luôn nhá. Em ok. À, mời cả nhà. Đây là món này. Ba ba om chuối đậu. Ngon đấy. Vâng. Đậm đà. Vâng. Em ăn đi, ngon đấy. Ngon. Cái gì dùng đi cái gì. Rồi, tiếp tục vào giao lưu với người đẹp này tiếp nhỉ. Dạ, cho chị xin mời chủ nhà. Em tên gì nhỉ? Em tên Thiên ạ. Thiên. Vâng. Xuân Thiên. Em là bắt đầu lên nhé. Vâng, em cảm ơn chị. Rồi em thường xuyên luôn ạ. Thôi cả thân em đủ ba cái. Em là người thái đen hay thái trắng? Em thái trắng ạ. Ok. Rồi, anh cảm ơn. Chúc em sức khỏe nhé. Vâng. Ngông 10 món mà. Gặp anh trực tiếp như thế này. À. Có cần ô hôn không em? Đã không. Không. Để bắt tay là được rồi ạ. Đấy, mình cứ hay tiếu táo thôi các bạn ạ. Chứ
Nhưng ai mới gật thử phát ra xem. Không làm gì mà. Nha. Vâng. Nghĩa lấy vợ chưa? Em mà có vợ anh ạ. À, có mấy cháu à? Ờ, một cháu 3 tuổi anh. Ừ. Vâng. Nào đưa vợ sang Sapa chơi với anh nhé. Vâng. Ok, em sang Sapa nhất định để vào chỗ anh. Ừ. Nào, rồi Xuân cái đi. À, mời Phương Anh à? Anh đi chứ. Phương Anh đúng không? Từ từ thì đi em. Từ nãy giờ em rót cho anh hơi bị đầy đấy. Anh ấy, em định chuốc anh say có ý đồ gì à? Sức khỏe nhé. Chưa yêu đúng không? Muốn anh tìm người yêu hộ không? Muốn yêu mười anh cái em xinh cái này xứng đáng mình yêu. À, thế Facebook em là gì? Facebook là Nguyễn Phương Anh ạ. Nguyễn Phương Anh. Rồi, mời em nhé. Mời em Nguyễn Phương Anh nhé. Ê, định lừa tôi à? Đúng là dân bản khôn thật đấy. Khôn này thì bao giờ về được em? Hey đê. Ui, ui. Thế từ nãy giờ toàn nhấp môi à? Nhấp môi nè. À, thần nào lươn còn rót cho mình toàn đầy. Ơ, à, cho anh mấy cốc trà đá đi em. Em ơi, dùng đi, dùng đi. Đây này, em lấy cái món mềm cái này cho các bạn đi. Các chị dùng đi, em. Ngon. Nhà anh không phải nói gì đâu, mà đầu bếp nhà nghĩ làm ngon á. Vâng. Đã biết nấu ăn không? Em có anh ạ. À. Em cũng đi học về. À, cũng đầu bếp luôn à? Vâng ạ. Ừ. Có dịp muốn sang chỗ anh thưởng thức món lợn bán và gà đen. Ừ. Em nhìn rất hấp dẫn anh ạ. À thế hả? Sang thưởng thức và học hỏi. Ừ, ok. Vâng. Riêng các nhà hàng, đầu bếp là phải nên giao lưu với nhau. Vâng. Thì nó mới ra vấn đề. Học hỏi kinh nghiệm. À. Vâng. Ngon. Xin. À, còn người đẹp bên kia làm nốt truyền nhỉ? Chị Xuân ơi. Đấy, bà này tự giác rất cao, chén ít là phải rót tươi lên. Chị nhá. Tươi nhá. Em tươi gì nhỉ? Em tên là Lợi ạ. Lợi à? Gì? Ừ. Chơi với bạn Lợi này là rất là yên tâm luôn. Lúc nào có Lợi nhỉ? À, không bao giờ... Thiệt, đúng rồi. Okay. Cảm ơn Lợi nhá. Tươi. Rồi, cảm ơn em. Anh Hải ơi, em xin phép tất cả các chị em ở đây sao em mời anh một chén đầy được không ạ? À, từ từ cho anh vừa mời Lợi đã. Em mời Nghĩa này này. Vâng, em vừa mời xong rồi ạ. À, vừa xong rồi. Anh Hải, anh uống ly rượu xong làm ăn một miếng salad hoa quả cho nó. Tại vì là ở Lai Châu thì phong hậu mừng sau thì hay uống rượu, mời một chén đầy anh ạ. Ừ. Thế em trân trọng mời anh đến đây được không ạ? Thế bạn này vừa đây... À không, chỉ là riêng em mời anh mà. À bạn này họ lươn đúng không? Ai cũng không biết. Chị ơi, chị cho anh em. Đây đủ đầy chưa em? Dạ được rồi anh ạ. Anh em xem như này đủ đầy chưa? Em mời anh. À. Em đứng đây, anh phải đứng à? Dạ không, anh không phải đứng. Anh phải đứng. Dạ, em mời anh, cho anh sức khỏe ạ. Và ngày càng ra video nhiều hơn anh nhé. Ok, cảm ơn em. Tết cho anh đến nhà em chơi nhá. Dạ được ạ. Thì mời riêng nhé. Vâng. Phải chị nhá. Em chỉ sợ là không vâng. Muốn lên thôi. À. Vâng. Trên em lúc nào cũng luôn luôn. Tết nhà em có mổ lợn to không? Có ạ. Đấy. Nếu mà mổ lợn thì anh sẽ lên. Chị nhá. Vâng. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục review món cá trình. Cá trình nướng muối ớt. Nướng muối ớt các bạn ạ. Anh em thấy chưa? Đang, anh lấy cho mỗi người miếng nhá. Từ cháo đầu đũa đó, nhiều khi cứ phải cháo đầu đũa này nó cũng hơi em ơi, em anh mời dạ. Em Xuân đúng không? Vâng ạ. Anh này hơi bị nhớ đấy, nhưng mà tí nữa anh say anh không nhớ gì đâu. Dạ vâng, em cảm ơn. Nên nhớ là được rồi anh. À, anh mời em. Mọi người dùng đi, mọi người. Mọi người đây. Đúng rồi, anh em cũng phải ăn khỏe lên, hiểu không? Đấy. Mình làm miếng tít mù đây. Em thấy rất là ngon. Nhìn rất là hấp dẫn.
Đây, mời cả nhà. Cá trình là cá trình biển đấy, đúng không? Vâng. Cá trình biển anh ạ. Rất là ngon. Thịt dai, ngọt. Cẩn thận xương đấy. Phương Anh là xinh nhỉ? Thế mà bảo không yêu thì điêu, đừng có điêu. Thôi, đừng có điêu. Nướng muối ớt. Nướng muối ớt. Ba răng muối. Nào có biết là đậm đậm tiếng ngoài, vào phía trong nó mới có vị ngọt. Ở ngoài thì giòn giòn, nhưng bên trong thì thịt cũng mềm mềm, rất là ngon. Đúng rồi. Ngon đấy. Nhưng mà ăn ở đây món nào cũng ngon. Mà một cái bàn đại tiệc như này thì xơi một miếng là nó kiểu nó lại có vị kiểu ngậy ngậy ấy, đâm ra là phải làm chén. Đâu, vừa nãy ai mời anh chén đầy rồi nhỉ? Em. Em mời rồi đúng không? Vâng ạ. Rồi anh lại mời lại em. Chuẩn chưa? Anh nghe thấy thì chén đầy đi ạ? À? Lại chén đầy nhé. Nếu mà các bạn có dịp mà... Em mời chủ Thế Trang. Anh em có dịp mà qua Tây Bắc thì nếu mà khi một cô gái, người cô gái Tây Bắc mà chị nhà có mời qua đồ ăn triệu ấy, thì các bạn nên mời cô ấy lại luôn ở ngay, không rồi sợ cô ấy buồn. Vâng, em cảm ơn chị. Rồi, anh cảm ơn. Thank you. Thế là anh em mình có đi có lại rồi nhá. Dạ vâng. Em cũng không nói gì mà anh. Không, anh biết mà. Ui, này, nhìn hấp dẫn chưa? Đấy. Thế món... Ngỗng, em ơi. Ngỗng là anh ơi, ngỗng một cuốn... Cuốn cái gì? Em giới thiệu mọi người là ngỗng một cuốn nám mơ. À. Nám mơ và rau ngổ. À. Rồi bây giờ mỗi anh em mình đứng lên tự làm một miếng đi. Làm một miếng để bởi vì là cuốn thì ai thích ăn rau gì thì cuốn rau đấy đúng không? Hay nhỉ. Bình thường thì người ta cuốn là chỉ một thôi. Nám mơ, ngủ. Anh xin phép làm hai đâu. Này chấm với cái gì em? Mắm tôm anh ạ. Mắm tôm hoặc tương bần hoặc chẩm chéo. Chẩm chéo nhà hàng tự làm anh ạ. À. Thế đây. Em tự làm ạ. Vâng. Chẩm mắm tôm đi. Chắc là ngon lắm. Vâng. Mắm tôm, khế, chuối, lõi chuối. Ngon. Một vị khác hoàn toàn luôn, kiểu ăn ngỗng bình thường. Nhiều nơi ấy, khi mà mình ăn ngỗng thì cái món ngỗng hay khi mà hấp này nó hay bị khô. Vâng. Nhưng mà nhà em làm như thế này ấy, anh thấy là nó vừa ngon, ngọt, nó giữ được nước, mềm. Tuyệt vời đấy. Vâng. Khi nước nó chảy xuống thì nó sẽ xuống cái phần thịt giả cầy anh ạ. Nên thịt giả cầy rất ngọt. Còn thịt giả cầy dưới cái lớp của ngỗng hấp. Và cái khi hấp hơi thì nên thì cái gia vị của giả cầy nó sẽ bốc lên vào cái thịt nườn ngỗng. Nên thịt nườn ngỗng ăn rất vị rất đậm anh ạ và ngon. Được rồi. Em thấy sao? Ổn không? Em ăn như nào á? Ngon hay không là phải tư vấn cho bạn Nghĩa. Vì là bạn mới làm nhà hàng. Anh thì ăn thấy nó vừa khẩu vị, nó vừa miệng. Rất là cái... Vừa miệng, rất dễ ăn. Khi mà đi ra khỏi cái khu vực Sapa nhà mình ấy, đi ra Tây Bắc là mình rất hợp khẩu vị. Người Tây Bắc làm hơi cay cay. Vâng. Hơi đậm đậm một chút. Đấy, nên là mình ăn nó rất là vừa miệng. Đây là dưới này là giả cầy đúng không em? Vâng, giả cầy anh. Phần giả cầy là phần cánh và phần cổ anh ạ. Cổ và cánh. À. Vâng. Thế thôi, bây giờ... Rồi, mời các em đi nhé. Các em ăn miếng nào cũng lấy nhé. Vâng. Đây, anh xin phép là không cuốn nữa. Làm mà chơi một miếng kiểu... Nó chơi kiểu bo này luôn. Anh thấy là... Từ nãy giờ em rơi đũa hai lần rồi đấy. Có phải là vì đứng cạnh anh... Nhìn anh ăn chai quá, à thế à? Thôi thôi. Con gái bạn giờ thả thính kinh lắm anh em ạ. Thôi làm truy đi. Mời một cuốn. Em cuốn sẵn ở đây anh nhá. Vâng. Chưa? Chị Thiên chú đáo lắm anh ạ. Sức khỏe nhìn nhá.
Đây là chị gái con trai đầy đủ trong đấy hết rồi đấy ạ. Gái Thái trên Đài Châu chú đá đâu anh ạ. Đây là những khán giả cực kỳ yêu quý Sapa TV. Khi mà mình up lên là mình lên live show các bạn ạ. Nên là các bạn ấy đăng ký đi trải nghiệm cùng. Nhưng mà thật ra tuyệt vời đấy. Ai mời nhỉ? Anh mời, cảm ơn. À anh mời mà. Đấy, sao này kiểu bó kém quá. Dùng đi mọi người. Ăn đi chị. Mà hết chị em. Hết chị em. Yeah. Bây giờ mình đứng cạnh mình tên em là Trần Văn Soi. Mình soi bạn cái gái. Nhưng mà cái mặt bị đỏ. Mặt bị đỏ, đỏ mới xinh nhỉ. Đỏ mới xinh. Xinh gái chứ. Đỏ công nga. Đỏ những tỏi chỗ trầu được chưa? Ồ. Anh nghĩ chi? Nào, hai anh em mình chặt cái. Chúc em sức khỏe nhé. Ôi ôi, lướt rồi, lướt rồi. Ngon đấy. Tiếp tục là còn món gì để anh em mình review tiếp nhỉ? Đây anh ạ. Món gì đây? Đây là món lườn ngỗng nướng và gan ngỗng nướng anh ạ. Món gan rất ngon anh ạ. À. Món gan ngỗng. Thôi được em cứ để nguyên, không sao không sao. Cái món gan ngỗng à? Vâng. Lườn ngỗng. Mỗi anh em mình làm một miếng đi em. Em vâng. Em. Mỗi người thưởng thức là phải. Mỗi người thưởng thức một miếng. Một miếng. Tự lấy nhá. Làm miếng cái này là lườn ngỗng nướng trước đúng không? Vâng. Chấm với cái gì em? Lườn ngỗng nướng chấm chấm chéo hoặc là tương bẩn anh ạ. Rồi thôi anh cứ làm. Vâng. không chấm gì đã. Có hai loại nước chấm để cho theo phù hợp ý thích của ai thì mọi người thấy. Vâng. Ngon. Cái lườn ngỗng này ngọt. Mềm. Khô. Mềm. Mặc dù thái một cái miếng rất là to dày này nhưng mà nó cũng có vị ngọt. Vâng. Và đi với anh Hải này chắc là các em không còn thân hình đẹp đẹp trần này đâu. Đây các bạn ạ, tiếp tục của review của bạn món gan ngỗng. Gan ngỗng nướng là một trong những món ăn thượng hạng. Vâng. Chung là ở bên nước ngoài nó cao cấp. Sao? Chân miếng to quá. Bên ngoài thì hơi giòn giòn nhưng bên trong mềm mềm, mềm rất là hả? Ngọt. Đấy. Rất là ngọt luôn. Vâng, rất là thơm và ngọt. Và giữ được cái mùi vị đấy luôn. Vâng. Thì ăn ngốc nha. Đầu bếp phải căn lửa chuẩn mới nướng được chị, bên ngoài giòn ở bên trong. Ngon không? Ngon lắm. Chị cho em xin chén đầy nhá. Để em mời chủ quán tại vì là ngon quá. Thế à? Vâng ạ. Em xin phép anh Hải nhá. Em mời chủ quán một chén. Em ơi, mời chén tươi vào. Vâng, em mời chén đầy vào anh. Anh mời em. Chị mời em. Cảm ơn chị. Okay. Em muốn gan ngỗng. Rất là ngon. Thế ai ăn thì lấy nhá. Vâng. Nhưng mà rất ngon. Vâng, người đánh giá tốt này em vui đấy chị ạ. Ăn rất là ngon. Tuyệt vời. Ngon. Chị không biết phải nói sao. Nướng bị khô. Cảm giác như kiểu là nó ở ngoài nó xe xe mà trong nó vẫn có giữ được vậy riêng gan ngỗng trong vẫn rất là mềm và giữ được cái mùi vị rất là ngon anh ạ. Tuyệt vời. Ngon. Em ơi, vừa ăn gan ngỗng ngon không? Ngon à? Thế có cảm ơn chả không? Tươm nha. Hết luôn nha. Em mời anh ạ. Facebook là gì nhỉ? Vẫn là Nguyễn Phương Anh kìa. Anh đi chi? Tí đồng ý các bạn nha. Quay. Chị thêm em mời chị một tí được không? Ok, xin phép em nhá. Vâng. Cảm ơn, thank you. Chị nơi đúng cái gì? Chị đúng cái gì? Ấy, hai chị em Sophie đi. Em mình xong. Sophie tiếp nhỉ? Chị em mình Sophie cả đêm. Anh đi em. Ui, Sophie cả đêm luôn. Vâng, Sophie cả đêm anh ạ. Chị Thiên ơi, chị Thiên ơi. Ngày nào chị em cũng xong phi với nhau. À. Ra người trong bản chắc mọi người biết nhau hết đúng không? Vâng ạ. Sinh năm 92 nhưng mà kiểu là chị chơi với nhau. Thế thì là bạn. Chị có 92 á? Chị dặn dặn thân. Em mà xem bao nhiêu? Em 92. À, 92 à? À, chào đại ca nhá. Ủa ơi. Ông chủ. Ngày đó tiếp là dạ. Tại Sapa TV vui dạ. Quá. Em cảm ơn. Xin phép bạn nhà hàng được Hải chén rượu nhỉ.
Eo chị nhá, tay với chị đẹp gái. Ôi, tuyệt vời quá. Dạ. Là lấy cho anh cái ghế em. Mày ngồi bên này mày. Đấy, ok. Đấy, anh chị ngồi đây. Đây, lấy cái ghế, lấy cái ghế. À, giới thiệu với cả nhà, đây là bố mẹ của em Nghĩa các bạn ạ. Thôi, anh em mình làm chuyện. Nào, các em anh đứng vào đây, đứng vào đây. Đây. Ừ. Tự nhiên thấy anh chị ra phát là giảm hết ra. Có anh rót rượu bên đấy rồi chú. Anh chị xong rồi lấy bát đũa ngồi cùng với bọn em luôn cho vui. Rồi. Phải nói là đầu bếp nha anh chị, nấu ngon đấy. Rồi, cảm ơn này. Cảm ơn anh em. Em rót từ từ mày. Thôi nhỉ, hôm nay là anh chị thì với lại cháu Nghĩa rất vui được đón tiếp Hải một chút thời gian đến nhà anh chị. Rồi. Chúc Hải nhiều sức khỏe nhé. Dạ, em cảm ơn. Cảm ơn Hải rất nhiều. Cảm ơn Hải Sapa TV rất nhiều. Ông Hải sau này có dịp thì đến với anh chị với nhà hàng nhiều hơn. Vâng, đồ ăn ngon như này em có dịp qua là phải đến rồi. Ừ. Phải anh nhỉ? Rồi, mời anh em. Anh em mình dô cái cho tình cảm nha. 1, 2, 3, dô! 2, 3, dô! 2, 3, dô! Wow! Rượu này ngon đấy. Ê, anh em mình giơ tay lên nhá. 1, 2, 3, dô! Ok, anh chị ngồi đây, anh chị lấy ghế ngồi đây. Rồi. Mẹ ơi. Rồi, em lấy ghế cho anh chị ngồi đây. Ngồi đây. Hai em ngồi. Vâng, cứ anh em chuẩn thoải mái. Đây. Ngồi đi em. Dạ vâng. Còn rất nhiều những mẹ bên này với chị ấy. Đang muốn xuân. Review tất cả mọi người. Còn món nữa đây chú Hải cùng với Hải một tí. Vâng. Ok ok. Tất cả đứng hết đây đi để chụp. Đấy. Đứng anh em mình đứng đây cho chụp. Đứng đi. Xin phép đứng giữa anh chị nhé. Cháu cả dựng máy, cả làm máy, cả dựng máy. À, chơi các tư thế khác nhau hả anh? Chơi các tư thế khác nhau. Nhiều tư thế khác nhau. Anh chị mời Sapa TV và mời tất cả các... Thôi anh chị cứ ngồi đi, anh chị cứ ngồi đi. Rồi anh em mình cứ ngồi cho nó vui vẻ, gia đình. Ơ, anh ơi, chén này chưa có rượu. Chén này chưa có rượu, chén này là sao nhỉ? Chén này lươn, em mời em. Ơ, sao mọi người rót tươi tươi thì đi. Ai rót cho anh ấy? Em à? Em ạ. Ừ. Ôi, thế anh em đổi chén lên tình cảm. Đổi chén đi chị, cho tình cảm. Cái chén này đổi chén đi. Thôi, thôi, đừng có lươn nữa. Nào. Hết nha, chị nha. Anh đổi chén là hay say lắm anh ạ. Cho nên là... Thôi, em mời chị nhá. Ờ, mời nhá. Ờ. Ok nha chị ạ. Hay đổi chén với em nhỉ? Mời cả nhà đấy. Đổi chén không quân đấy. Hả? Đổi chén là bị cô chữa đấy. Đổi chén đấy. Đổi chén đấy có chữa á? Có em bé à? Nguy hiểm, nguy hiểm. Đổi chén được. Cầm tay làm gì chưa? Thôi thế từ mai đừng ai, anh em nhớ xem clip đừng ai đổi chén với tôi nhá. Phụ nữ mà có chữa còn được, mấy ông đàn ông mà chết toại. Wow, tuyệt vời. À, giờ anh chị cứ dùng tự nhiên nhá. Anh em mình xin phép review tiếp món tiết canh ngỗng các bạn ạ. Đây đây đây. Các em ai dùng được tiết canh thì cứ dùng nhá. Đây, mời nhà. Đấy. Đây. Em nhìn thấy rất là hấp dẫn. Tiết canh là phải ăn miếng to. Mời cả nhà nhé. Rồi. Tiết canh. Vâng. Đánh cũng tương đối là lâu rồi. Nhưng mà phải nói là rất là đông mà không bị nước cái này. Đánh khoảng 3 tiếng, hơn 3 tiếng đấy anh ạ. Trình độ đầu bếp rất là tít. Vì hôm nay là anh em mình ngồi đây review. Trời còn sáng mà bây giờ đã tối rồi. Mời anh em. Các em dùng đi. Tối nhưng mà em cảm thấy xung quanh bây giờ sáng rất là đẹp. View rất là đẹp luôn. Này, xuân kiểu có đồ ăn rất là thơm mộng nhé. Em luôn luôn thơm mộng mà anh. Nên là bây giờ em mới chưa có chồng. Ăn đi chị. Em còn nói là em dùng đi mọi người. Em xem bạn cameraman kia có ổn không thì anh giới thiệu cho. Thôi đi thôi. Thì vâng anh ăn đi. Em chưa có chồng mọi người nhá. Sao cứ lặng dân ấy. Này, từ nãy giờ em ngồi gần anh này rơi ba đôi đũa rồi đấy. Em ngồi gần anh này là run à? Em ở bay ăn run. Thứ hai anh em mình lại run gần phát đi. Dạ. Anh ăn đi chị ơi. Ăn chân đây đi. Đây đúng không?
Không, cả hai. Chị lỡ em chưa được mời chị thì em bây giờ xin phép mọi người em mời chị một chén được không? Chúc mừng em nhé. Mẹ đúng đi nè. Anh là Hải nhé. Anh đi. Anh chưa người yêu nhé. Em chưa người yêu luôn, chưa chồng luôn. Em à, đây. Em đang sân. Chúc mừng em nhé. Anh ấy muốn đổi chén với em nhưng mà anh sợ em lại có chửa. Thật ra là anh không dám có đổi chén. Chị Tiên vừa gắp cho anh Hải ơi. Tiên vừa gắp cá trình đưa mưa cho anh. Chị. Chị sao em cứ đến nhà chị ăn vạ. À. Em yên tâm. Ngon, tuyệt vời đấy. Em xin phép mời Dương anh chị một chén. Được. Hôm nay vui quá anh ạ. Vui vì có rất nhiều những khán giả Sapa TV ở mọi miền Tổ quốc. Thứ hai là được đến ăn cái nhà hàng tương đối là ngon. Anh chị rót ra tươi tươi thì đi. Nhá. Rồi. Ấy, tươi tươi thì đi. Ừ. Mấy hi nha. Đúng rồi, chả mấy hi. Được sang Sapa thì anh chị alo trước cho em nhé. Dạ. Cảm ơn Hải nhiều nhé. Dạ. Ừ, chúc Hải nhiều sức khỏe nhé. Dạ. Hôm nay đón được Hải, anh rất vui, okay. Anh chị rất là vui. Dạ. Tuyệt vời, ngon đấy. Mời cả nhà. Bố mẹ em chém mãi thế nhỉ? Nhưng hôm già đi sao bố mẹ em chém mãi? Bố mẹ chém mãi à? Vâng. Em gặp bố mẹ cùng nghiện từ năm 2016 rồi nhưng mà chắc là anh chị không nhận ra em. À, ngày đấy em là thiếu nữ đúng không? Bây giờ em mẹ và thiếu nữ ra không dài nữa. Lúc đấy em mới ra trường. Hôm nay em nhận ra 23 tuổi thôi ạ. Ừ. Vâng. Sau đi phát động cảm ơn một ly nhỉ. Sau đó thì anh em mình tiếp tục ngồi hàn huyên trò chuyện các bạn ạ. Ở đây view đẹp nên là Hà Nguyên trò chuyện đến ngày sáng mai được không anh? À, anh rất thích chính em. Quất luôn. Anh em trò chuyện có đến sáng mai nữa. Rót chưa? Có đủ hết chưa? Ok. Em xin giới thiệu đây là hai em nhân viên phục vụ của nhà anh ạ. À, ok. Vâng, hai em. Sao bèn lén thế nhỉ? Đây, cái này người ta gọi là mang tài liệu ở phòng thi. Ồ, đã có rồi ạ? À? Đúng rồi. À, thế à? Ok, thế được rồi. Chúc sức khỏe nhé. Vâng ạ. Thôi, anh em mình tất cả đứng lên làm một chén. Sau đó thì có lẽ là Hải cũng xin phép kết thúc video từ đây. Chào tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video kế tiếp. Nếu mà anh em khi đến Mường So thì hãy alo cho em Nghĩa. Nghĩa có ở đây thường xuyên không? Em có anh ạ. Thế thì Nghĩa đọc số điện thoại đi, như đâu ai có nhu cầu đặt ăn thì alo cho em. Chào mọi người, số điện thoại của mình là 0967606789 ạ. Xin hân hạnh. Số đẹp thế. 0967606789 ạ. Ok. Xin hân hạnh được đón tiếp mọi người. Nhà hàng sang trọng mà giá lại bình dân. Đây, cảm ơn. Dạ, chúc sức khỏe mọi người nha. Ờ, mời các em. Nào, anh em mình dô phát đi. Nào. 1, 2, 3, giờ! Yeah, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nhé!
và ăn ở Sapa thì quá hợp lý các bạn ạ. Rất là dân dã, một cái gì đấy nó nguyên chất, nguyên thủy, hợp. Các bạn lên Sapa thì không nên bỏ qua món ăn này.